Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 9, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành quy định 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Tại quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ nêu rõ, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với những người được phân công làm công tác nhân sự hoặc theo dõi công tác cán bộ tại một địa bàn, lĩnh vực đã đảm nhiệm công việc 5 năm liên tiếp hoặc khi thấy cần thiết. Đồng thời không bố trí những người có quan hệ gia đình, vợ, chồng, bố, mẹ của vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan như Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng ban Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cùng cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và người đứng đầu cơ quan nội vụ, Thanh tra cùng cấp ở một địa phương, thành viên trong cùng ban cán sự đảng, đảng đoàn, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo quy định 205, các thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân trong việc đề xuất nhân sự và trong việc nhận xét đánh giá, xác nhận hồ sơ, lý lịch, các giấy tờ có liên quan của nhân sự thuộc thẩm quyền phụ trách. Với tư cách là thành viên chịu trách nhiệm liên đới đối với từng quyết định không đúng về công tác cán bộ của tập thể lãnh đạo, trừ trường hợp đã có ý kiến không đồng ý trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ và báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản, chịu trách nhiệm khi để xảy ra tiêu cực, sai phạm trong công tác cán bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực thuộc thẩm quyền được giao quản lý phụ trách. Quy định 205 cũng nghiêm cấm các hành vi như cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, tài liệu, hồ sơ cán bộ, đảng viên cho tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền, trách nhiệm, nhất là những thông tin, tài liệu, hồ sơ, nhân sự đang trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ. Về chống chạy chức, chạy quyền, quy định 205 nêu rõ những hành vi biểu hiện của việc này. Đơn cử như việc tranh thủ mọi lúc mọi nơi, nhất là các dịp lễ Tết, sinh nhật và các cơ hội khác, sử dụng danh nghĩa tình cảm cá nhân hoặc danh nghĩa tổ chức cá nhân, đơn vị, cá nhân khác để tặng quà, tiền, bất động sản, sắp xếp các hoạt động vui chơi giải trí cho cán bộ lãnh đạo, người có thẩm quyền hoặc người có liên quan, nhằm mục đích được sự ủng hộ, tín nhiệm, được vị trí, chức vụ, quyền lợi. Lợi dụng các mối quan hệ thân quen hoặc sử dụng lợi thế, vị trí công tác, uy tín của người khác để tác động, tranh thủ, gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu bổ nhiệm mình hoặc người khác vào vị trí chức vụ theo ý đồ cá nhân hoặc một nhóm người. Lợi dụng việc nắm được thông tin nội bộ hoặc thông tin bất lợi của tổ chức cá nhân để đặt điều kiện, gây sức ép đối với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu đề cử bổ nhiệm mình. Dùng lý lịch, xuất thân gia đình, thành tích công tác của bản thân để mặc cả, cài đặt điều kiện, đòi hỏi vô lý đối với tổ chức cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm nhằm có được vị trí chức vụ quyền lợi, đồng thời sử dụng các hành vi tiêu cực khác nhằm có được vị trí chức vụ quyền lợi. Về xử lý vi phạm, quy định 205 nêu rõ những cán bộ đảng viên, công chức viên chức có hành vi chạy chức chạy quyền hoặc bao che tiếp tay cho chạy chức chạy quyền thì bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành. Ngoài ra, nếu là cán bộ đang công tác tùy theo hình thức bị kỷ luật còn bị áp dụng các biện pháp xử lý như sau. Bị khiển trách thì đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ nếu đang có trong quy hoạch. Sau thời hạn ít nhất 18 tháng kể từ ngày đưa ra khỏi quy hoạch mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra. Bị cảnh cáo thì xem xét cho thôi tham gia cấp ủy, thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm. Đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ nếu đang có trong quy hoạch. Sau thời hạn ít nhất 30 tháng kể từ ngày quyết định cho thôi cấp ủy, chức vụ mới được xem xét quy hoạch cán bộ, không bố trí làm công tác tham mưu nghiệp vụ về tổ chức cán bộ kiểm tra thanh tra. Bị cách chức thì đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ nếu đang có trong quy hoạch. Sau thời hạn ít nhất 60 tháng kể từ ngày đưa ra khỏi quy hoạch mới được xem xét quy hoạch cán bộ, không bố trí làm công tác tham mưu nghiệp vụ về tổ chức cán bộ kiểm tra thanh tra. Bị khai trừ ra khỏi đảng thì xem xét buộc thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Đối với các hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền liên quan đến việc đưa, nhận hối lộ hoặc các hành vi vi phạm khác đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm giữ lại để xử lý hành chính. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 1.550 mô hình của các tập thể cá nhân đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo, tăng gần 400 mô hình so với tháng cuối năm 2018. Số mô hình tăng thêm được tính từ con số của Đảng ủy các cơ quan tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổng hợp số liệu. Trong đó, các mô hình dân vận khéo của các cơ quan đơn vị tập trung vào việc nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Ngoài ra, đối với các địa phương, mô hình dân vận khéo tập trung nhiều ở lĩnh vực xây dựng nông thôn mới như vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường, cùng nhau đóng góp tiền, hiến đất, góp công sức để xây dựng các công trình phúc lợi.
Điển hình có huyện Chợ Đồn Nari đã tích cực vận động các địa phương đơn vị trên địa bàn đăng ký nhiều mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới để thực hiện. Năm 2018, toàn tỉnh đã có 1.211 mô hình đăng ký, trong đó có 303 mô hình đã được công nhận đạt tiêu chí dân vận khéo, có 82 mô hình điển hình được biểu dương ở cấp đảng bộ trực thuộc. Nhìn chung, các địa phương đơn vị trong tỉnh đã nghiêm túc chỉ đạo quán triệt thực hiện nội dung đề án số 06 của tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào dân vận khéo trong giai đoạn hiện nay. Trong kế hoạch có xác định được mục tiêu và nhiệm vụ cần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cho cả giai đoạn 2018-2020. Theo lộ trình thực hiện nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính chưa đạt chuẩn, tỉnh Bắc Cạn sẽ giảm được 14 đơn vị hành chính cấp xã sau khi đề án này được triển khai. Căn cứ theo nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đối chiếu với tiêu chuẩn về quy mô dân số diện tích, toàn tỉnh Bắc Cạn có 23 trên 122 đơn vị hành chính cấp xã nằm trong diện sắp xếp lại vì có dưới 50% về tiêu chí diện tích và dân số. Trong giai đoạn 1, toàn tỉnh có 22 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp, trong đó có 19 xã và 3 thị trấn. Cụ thể có tổng 16 phương án sắp xếp, bao gồm 11 phương án sắp xếp nguyên trạng, 5 phương án chia tách một đơn vị hành chính để nhập vào một đơn vị hành chính liền kề. Theo đó, sau khi sắp xếp lại, tỉnh Bắc Cạn sẽ chỉ còn 108 xã, phường, thị trấn, giảm 14 đơn vị hành chính. Với những giải pháp đồng bộ thực hiện việc xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, cùng với việc tinh giản biên chế, sắp xếp, sắp nhập lại đơn vị hành chính cấp xã, phường, thôn, tổ, đang cho thấy những quyết tâm của tỉnh trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong thực thi công vụ. Thực hiện theo đề án số 12 ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp bộ phận cán bộ tham mưu giúp việc chung khối mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, sau hơn 9 tháng đi vào hoạt động, hiện văn phòng chung tham mưu giúp việc khối mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố Bắc Cạn đã từng bước chứng minh sự ưu việt của mình so với mô hình trước đây. Ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, văn phòng chung tham mưu giúp việc khối mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố Bắc Cạn chính thức đi vào hoạt động. Với tổng số 10 người, căn cứ theo tình hình thực tế, hiện văn phòng này đã xây dựng theo 3 nhóm nhiệm vụ cụ thể, bao gồm tổ hành chính tổng hợp, tổ chức kiểm tra, tổ tuyên truyền dân chủ pháp luật và tổ phong trào. Có thể thấy đây là cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp cơ sở. Thực hiện cái đề án này thì bản thân mình là một chuyên viên của tổ hành chính văn phòng tổng hợp này, mình thấy là nó rất thuận lợi. Thuận lợi thứ nhất là khi mà đã xây dựng được cái đề án này lên rồi thì làm theo đúng như tinh thần của đề án thì là đối với chuyên viên thì là sẽ là đa năng hơn. Có nghĩa là biết hết nhiều, không phải biết một việc của cơ quan mà biết được nhiều việc của các đơn vị khác nên là sẽ thuận lợi hơn. Xong là khi mà công tác trao đổi với cho nhau thì cũng thuận lợi hơn. Theo cái văn phòng cũ thì nó cũng có những cái khó khăn. Đó là khi mà cần cái sự tập hợp đông người hoặc là có những cái nội dung hoạt động mà đòi hỏi cái sự trí tuệ hay là sức lực của số đông thì lại không có. Cái thứ hai là vì cái số lượng của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể biên chế rất là ít. Chẳng hạn như liên đoàn chúng tôi trước đây chỉ có 2 thôi, một thủ trưởng và một chuyên viên, hay là phụ nữ cũng có 3, một thủ trưởng, một thủ phó và một chuyên viên. Thì nó thật là để làm hết những cái việc đó thì nó cũng là một cái hạn chế tồn tại. Thế nhưng mà đến bây giờ khi mà thành lập bộ phận văn phòng ấy, thì là các đồng chí chuyên viên linh hoạt và năng động hơn. Và đặc biệt là những đồng chí chuyên viên nào mà có năng lực, có sở trường là người ta phát huy được, người ta rất thích. Thực tế hoạt động thời gian qua cho thấy cán bộ mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội vẫn còn phân tán, chỉ có từ 3 đến 5 người, mỗi người phải làm nhiều việc dẫn đến chất lượng công việc đôi lúc chưa đáp ứng. Các tổ chức hoạt động độc lập chưa chủ động để điều động cán bộ hỗ trợ nhiệm vụ thường xuyên giữa mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể. Do đó, việc sắp xếp lại bộ phận chuyên viên, nhân viên tham mưu giúp việc này nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của khối mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể. Đồng thời thiết thực cụ thể hóa mục tiêu đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả về quản lý nhà nước, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời đảm bảo phát huy năng lực, sở trường, chuyên môn sâu và tính chủ động của cán bộ công chức, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, từng bước khắc phục tình trạng trùng lặp về nội dung hoạt động, tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại vị trí việc làm. Tuy nhiên, sau hơn 9 tháng thực hiện theo phương thức mới, hiện mô hình này vẫn còn một vài vướng mắc nhất định.
Thực ra là những cái khó khăn thì nó nhỏ thôi, nhưng mà những cái đấy là vướng về công tác tài chính và công tác quản lý thì các đồng chí lãnh đạo đã chung tay vào là cùng là triển khai để tháo gỡ rồi. Nên là đến bây giờ thì không có gì khó khăn cả. Thì trong thời gian tới thì để cái mô hình văn phòng khối này đi vào hoạt động ấy, thì chắc chắn là các cấp vẫn còn phải điều chỉnh và cũng có cái sự chỉ đạo chi tiết sát sao hơn. Chẳng hạn như bây giờ chúng tôi cũng đang khó khăn về công tác văn thư. Trước đây thì chưa bao giờ nghĩ đến là phải có một văn thư là có cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ là văn thư. Thế nhưng bây giờ với 6 đầu mối, 6 đơn vị mà một đồng chí chuyên viên lại không được đào tạo về công tác văn thư mà để làm thì nó cũng là một cái bất cập. Được biết đề án này đã được một số tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả, phát huy được vai trò tích cực của khối mặt trận tổ quốc, các đoàn thể. Hy vọng rằng tại thành phố Bắc Cạn, sau khi xác định và giải quyết những tồn tại vướng mắc, hoàn thiện quy chế hoạt động, mô hình mới này sẽ có những đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động, phân công, phân nhiệm cụ thể, huy động hiệu quả lực lượng tham gia các cuộc vận động, các phong trào, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Thưa quý vị khán giả, tháng 12 năm 2017, tỉnh ủy Bắc Cạn ban hành đề án số 07 về việc đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, học tập các nghị quyết chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2020. Đến nay, đề án này đã được các ngành địa phương tích cực thực hiện. Sau đây, mời quý vị khán giả cùng theo dõi cuộc trao đổi phỏng vấn của phóng viên chuyên mục xây dựng Đảng với ông Địch Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Ngân Sơn. Vâng, cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay của phóng viên chuyên mục xây dựng Đảng. Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết là hiện tại thì huyện Ngân Sơn đang triển khai thực hiện đề án số 07 của tỉnh ủy Bắc Cạn về việc đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt học tập các nghị quyết chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2022 như thế nào? Thì trong thời gian vừa qua thì sau khi có cái đề án thì huyện Ngân Sơn đã xây dựng cái kế hoạch để tổ chức thực hiện, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, các hội trường và máy móc để phục vụ cho các hội nghị trực tuyến từ trung ương. Do vậy sau hơn một năm thực hiện thì đã đạt được một số kết quả quan trọng. Đó là đội ngũ cán bộ đảng viên và nhất là cái đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở là trực tiếp được dự hội nghị trực tuyến ở huyện mà do trung ương tổ chức. Do vậy cái đội ngũ báo cáo viên ấy, họ trực tiếp được lĩnh hội các chủ trương đường lối của Đảng và các thông tin từ Trung ương một cách trực tiếp và nhanh, kịp thời và hiệu quả. Chính vì vậy, từ đó là cái đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở về cái kiến thức được nâng lên, trình độ năng lực và công tác triển khai ở cơ sở được kịp thời đến với người dân. Vậy thì trong quá trình triển khai thực hiện đề án này thì đối với địa bàn huyện Ngân Sơn đang gặp phải những khó khăn vướng mắc nào thưa ông? Thứ nhất là về cơ sở vật chất nó cũng chưa đáp ứng được. Mặc dù đã có chuẩn bị nhưng mà nó cũng chưa đáp ứng được. Thứ hai nữa là từ cơ sở các xã và muốn dự cái hội nghị trực tuyến thì là phải liên tận huyện. Do vậy là một trong cái khó khăn là chúng ta chưa triển khai được, chưa tổ chức thực hiện được trực tuyến đến xã. Một cái nữa là cái hội trường cũng chưa đáp ứng được. Do vậy nó cũng hạn chế về cái số lượng để trực tiếp dự hội nghị trực tuyến. Thứ hai nữa là cái đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở thì mặc dù cũng hàng năm cũng được tập huấn bồi dưỡng nhưng mà về cái trình độ năng lực và nghiệp vụ để làm báo cáo viên còn hạn chế. Trong thời gian tới thì huyện Ngân Sơn sẽ tiếp tục có những cái giải pháp cũng như kế hoạch ra sao để thực hiện hiệu quả đề án số 07 của tỉnh ủy thưa ông? Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện vẫn tiếp tục mở các lớp tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở. Cái thứ hai nữa là theo tôi nghĩ là huyện chúng tôi cũng vừa tổ chức xong cái báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019 và tôi cho rằng và tỉnh cũng nên nghiên cứu và có lẽ là đây là một cái việc làm thường xuyên hàng năm để tổ chức mà tôi nghĩ rằng nó cũng như là thi giáo viên dạy giỏi hàng năm thôi. Do vậy hàng năm nên tổ chức thi báo cáo viên giỏi toàn tỉnh để mà đội ngũ này được học tập, được trau dồi thì tin chắc rằng là cái chất lượng của đội ngũ báo cáo viên sẽ được nâng lên. Thứ hai nữa là cũng từng bước để khắc phục về những cái điều kiện về cơ sở vật chất của huyện. Sau đó tiếp nữa nếu mà những năm tới tiếp theo ấy, thì có khả năng là cố gắng
để trang bị và tổ chức trực tiếp đến cấp xã. Vâng, xin cảm ơn ông. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chuyên mục xây dựng Đảng. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.